88 hữu dụng pháp chân quang, phân phan truyền thế kỷ, lạc quan định an nhiên. 88 hữu dụng pháp chân quang, phân phan truyền thế kỷ. Đem cái thiên đàng từ trên trời xuống, mọi người như nhau bằng nhau. Vút bay, nói cái chớp nhoáng là hiểu rồi. Xuống đây giờ này, bây giờ sắp tới đây, người mà đi từ đây, thí dụ như nó còn 18 nước ấy, thì là thì lúc mà muốn hội họp, muốn gặp nhau, đâu có phải là cái thằng này phải đi đâu. Cho nên không cần máy bay, không cần tàu thủy, không cần xe hơi. Ta đi cái là ta có một cái bản photocopy, cái bản xerox, cái hóa thân đó. Nó rẹt cái bên kia, ta ngồi hội họp xong là về bên này, cái thằng chủ đây, thằng tá chính đây là biết hết, cái thằng quan chính đây biết hết. Mắc mớ thì thằng quan phải đi đâu, cho nên làm gì có chuyện vất vả khổ sở, thì thế giới loài người mới không có ô nhiễm. Ở chỗ nhân gian không thể hiểu, mà khi nhân gian nó không thể hiểu thì phải chọn cái lớp là cùng một tầng, cùng một lưới, cùng một khoa, cùng một khóa học thì chúng mày mới hiểu nhau, bạn bè chứ. Cùng một tầng đấy, mày có đang ngồi trên lầu 2, mày bị hiểu hết cái lầu 2 nó có cái gì, đi bao nhiêu bậc thì mới lên được lầu 2. Đó là cùng một tầng, là cùng một giới, là phải có giới tầng, cùng một giới. Tức là tao cũng hiểu như thế, mày cũng hiểu như thế, lấy cái gì mày đòi mày làm vua, rồi tao phải quỳ lại mày. Làm gì có chuyện quỳ lại, làm gì có chuyện tượng hờ tượng cốt. Nền văn minh của Di Lạc là thế, mọi người là Di Lạc, thế không phải tạo dựng lên một ông Di Lạc để cho mọi người lại thờ. Thế thì lại rơi vào cái trạng thái y chang bổn cũ soạn lại, đâu có được. Thấy chưa? Đó, thì là như thế. Cho nên phải có Nhiên Đăng Cổ Phật, phải có Minh Đăng Quang, phải có Thích Ca Phật Tổ. Mà Thích Ca Phật Tổ xuống bây giờ là anh em ngồi cười với nhau đây là đều là Thích Ca Phật Tổ hết, đều là Di Lạc hết, đều là Nhiên Đăng Cổ Phật hết, đều là Minh Đăng Quang hết. Thì ngồi với nhau cười như nhau bằng nhau nên nó đòi hơn người ta. Xong rồi bắt người ta lại với cúng, thế thì nó đâu có còn là Thiên Đàng là thế nữa. Ha. Đó, từ cái đó các con hiểu ra. Cho nên những thằng này thì mình chưa hiểu ra, cho nên chàng còn lại hết. Ai hết mà hiểu ra rồi thì thôi, rồi tao là lại ma vương, tao lại ma vương, tao cũng lại thượng đế tỉnh. Bằng được cái tha thứ và thương yêu, từ bi và bác ái của Thích Ca. Làm được không? Không làm được thì biết. Thế xong cái màn đó xong rồi, sẽ có cái màn mà những đứa cố chấp, những đứa ngoan cố, những đứa nhưng mà vẫn có công học hành, nhưng mà không đủ trình độ, không cùng tầng giới, cùng khoa, cùng bậc, thì cho lên quả cầu mới ở mặt trăng. Mà các vị ra trước đã cho biết là quả cầu thứ 9. Còn quả cầu 68 này ấy, có loài người này nó thuần dương, nó nguyên âm và nguyên dương mới sống được. Những người đạt cái trình độ để sống được ở cái quả cầu 69 này, 68 này thì mới sống được. Và tao đi thì tao có một phó bản Minh Đăng Quang, có một phó bản Minh Đăng Quang về hội họp với tổng thống của nước gì đó. Sắp tới đây chỉ có 18 nước mà phải về học hết cái quyền phép ở nước Việt Nam, cho nên Việt Nam mới là thánh địa của nhân loại. Vậy thôi. Thế thì các con phải hiểu ra những vấn đề đó, mà nó đến ngay hiện tiền này, nó đến ngay. Tại vì năm nay 20 này là quyết định xóa sổ toàn bộ cái cũ để chuyển đổi sang cái mới hoàn toàn, không có lằng nhằng liếc nhít, không có mẹ của con như này rồi, bà ngồi vị Phật, nếu bà có đi, bà có thăng thiên thì bà cũng phải ngồi. Nếu bà kịp hiểu cái tâm thức của Thượng Đế giảng, của Phật giảng, của Chúa giảng, thì bà được sống ở ngay cái quả cầu thiên đàng tại thế sắp tới đây. Bà biến thành một người khác, nhưng vẫn là cái hồn của bà, để bà được ngự. Vì đó là cái công đã sinh ra con ở cái quả đất này, cái hữu hình này. Cho nên báo hiếu là phải báo hiếu cả công ơn sinh thành của cha mẹ đời sinh ra mình.
Thì báo hiếu cả công sinh thành tôi luyện của mình ở trong vô vi là cha trời và mẹ đất. Cha với các con cũng như nhau bằng nhau, đều hưởng chung một cái thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Được cả. Còn bây giờ phải quyền phép, như trước đây tao phải dùng quyền phép với mày, là phải tao phải nhờ đến lúc này ông kia ký mày phát, cho mày phát xí, ông chỉ cần chỉ tay này thôi vào chán mày là mày nổ con mắt thứ ba, mày mở con mắt thứ ba, mày mới học đạo, mày mới đâu thế tao ông chỉ cho mày đấy, mẹ mày đau cả mấy ngày trời, chỉ một cái chỉ thôi của ông ấy, nhưng mà để mở con mắt thứ ba cho con, phải không? Còn ông Nhiên Đăng Cổ Phật ấy chính là con, cho nên cái hồn cha ở trên trời là Nhiên Đăng Cổ Phật, là năm vị cổ Phật. Còn con xuống thế thì cư trần thì nhiễm trần, trần gian nó nặng nề, nó nặng nề, cho nên con hít thở cái không khí ở trần gian, chứ con đâu có được hít thở không khí ở trên thiên đàng, cho nên thôi nó đủ mọi thứ. Khoa học mới ra bây giờ mình nói con gái rồi thằng đen với để chiếc Samuti sau này nó đều phải quy phục về ông Phật đấy. Thằng mà chế ra ông ấy ngã chen hả, anh tanh hả, đó rồi phải cuối cùng phải nhìn ra là có thượng đế, ta phải cúi đầu chúng ta lại thượng đế, đó là thằng chế tạo ra nguyên tử. Nguyên tử từ đâu? Nguyên tử do con người chế ra. Con người do đâu mà sinh ra? Con người do thượng đế sinh ra. Đó. Ở đây, các khoa học gia này lũ rốt nát, một lũ ngu đần, một lũ tăm tối. Vì nó chi thức, chứ nó đâu có chịu thức chí. Còn chúng ta mới là những kẻ thức chí. Sống ở trong khổ mà sung sướng, vì ta tìm ra được chân lý, ta tìm ra được cha ta, ta tìm ra được mẹ ta, ta tìm ra được các nơi chốn, các cõi mà ta đã đi qua. Thì cái hồi ức của loài người, của mỗi một con người nó như thế. Nói ra, nếu không cùng một tầng giới, một khoa, một lớp học, thì làm sao hiểu nhau? Đâu có thằng học mẫu giáo mà ngồi mới để cái thằng học tiểu học được. Thằng tiểu học làm sao mà ngồi chung lớp với thằng trung học được. Thằng trung học làm sao mà học được với cái lớp của thằng đại học được. Cái vấn đề có thế thôi, đơn giản như đang giỡn. Và các con đây là những cái bài này, là muốn dùng cái chữ tiếng đời gọi siêu thượng thừa. Chả có cái gì là cái siêu thượng thừa với lại cái siêu hạ thừa hết. Rồi đặt ra là thượng thừa, hạ thừa, rồi trung thừa, rồi đại thừa. Là một lúc ngu hết. Con hiểu chứ, rồi thoát ngộ chứ rồi. Không, người ta ở chỗ nơi không, người ta về cái không. Mà không đây, từ trong không mới hóa sanh vạn vật. Nhưng mà không đây là không phải có điển. Điển quang, chỉ có điển quang mới hiểu được. Còn hôm nay ngồi đây 5 người đều là những người đã trải qua có điển quang rồi. Thế cái điển quang mà nói với điện tử thì làm sao điện tử nó hiểu được? Vậy nói anh chị cho nó mất công hả? Thì đó là những vấn đề. Cho nên tất cả là tuồng trời, tuồng đất, tuồng người. Nhưng mà đóng tròn vai thì thành ra tuồng đạo, tuồng điển. Điển với đạo cũng là tuồng, nhưng ở một cái thứ bậc cao hơn, trong sáng hơn, tinh khiết hơn. Ở đây có thằng nào không đi từ thằng này cho đến thằng này, con này đều phải đi tầm đạo. Cho nên trước đây có thằng nó viết cái sách gọi là tôi tầm đạo. Con đời thì có gì đâu mà cần phải tầm, lớn lên thì phải học chữ đời, học văn hóa, học bằng cấp, học cái để hưởng thụ, để lấy cái bằng cấp đó mà đi làm không kỹ sư thì làm sao được 11, 12 triệu. Đó là Việt Nam. Còn ở Hoa Kỳ thằng kỹ sư nó ra đời một tháng nó phải có 60 triệu cho đến 80 triệu, 90 triệu đến 100 triệu. Tùy theo, phải không? Nếu không học thì làm sao mày có lương bổng để phù hợp với mày như vậy. Còn đạo lại khác ạ.
Đạo thì nhẹ nhàng như không, nhưng mà đạo đâu phải dễ học. Đạo phải có căn, có bậc, có tầng, có giới. Mà điều quan trọng là căn cơ kiếp, cốt kiếp của mày ra làm sao. Cho nên đạo là tao phải đi xuống địa ngục bao nhiêu kiếp, tao vẽ nó thì tao phải làm người bao nhiêu kiếp, tao phải trôi nổi bồng bềnh, cho nên ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh ở chỗ đó đó. Cha ông mình đã nói rồi, văn học đã nói ra. Gặp con hôm nay nó mở ra nhiều vấn đề. Minh Đăng Quang mà, Nguyên Đăng Cổ Phật mà. Tại sao cha biết khi mà cha cho cái thằng họa sĩ mất 400 đô để vẽ ra cái logo đó. Thằng Thái Bá đó, dòng tiên rồng. Tiên thì là phượng, rồng là con rồng. Rồi cái ngọn đuốc thiêng trở lên, ngọn đuốc thiêng là phải học ông Nhiên Đăng Cổ Phật thì mới hiểu. Nhiên Đăng, Đăng là ngọn đèn, ngọn đuốc. Cha cái ý tưởng ấy mà cha phải biết đức Nhiên Đăng Cổ Phật là cái gì, thì thắp ngọn đèn sáng cái đuốc lên. Thay vá mày vẽ ra tao thế bao tiền tao trả. Thằng họa sĩ mà bên Mỹ vẽ 400 đô rồi, cũng lớn đó. Cái thời năm 88 chứ đâu phải thời bây giờ. 400 đô năm 88 thì bằng bây giờ là 800 đô. Các con thấy như vậy các con này, nhưng mà đi trong vô vi nó khác. Cái hiện thực, cái thực tế nó lại khác. Đời này nó bom đạn, nó súng ống, nó công an, nó quân đội. Còn Mỹ với Âu Châu người ta có cái dân chủ, người ta hiểu biết cái quyền làm người, người ta cho mọi người cái quyền làm người, nhưng cũng chỉ là ma vương. Cho nên ông Đức Trạng Trình mới bảo ma vương sát đại quỷ, hoàng thiên chu ma vương. Kỳ này thằng Mỹ có đưa ra chôm nó lên cái chôm. Cái chum thì nó chứa được 100 lít nước. Cái bình thì chứa được 1 lít, cho đến tối đa cái bình thì chứa được 3 lít. Mà bình dám chọi với chum thì bình chết chứ còn cái gì. Nó ứng vào giờ này thằng Trump, thằng Bình, thằng Putin. Putin tức là đi cái ba te trượt, ba te hai bánh mà không có thắng thì mày té ngã thì có cái gì đó. Đó cái câu chuyện nó đi rất nôm na. Cha đâu có quản, cha đâu có thì giờ nữa mà đi giải nghĩa, giải giúp cha những cái đó. Bây giờ chỉ giảng cho cái cấp đại Phật, đại trí là các con. Rồi sau này các con mới tự viết ra. Từ cái lời cha viết, các con mới phóng ra, các con mới viết ra. Khi cha nói đó, các con tự hiểu ra cái Putin, Tập Cận Bình và Lô La Chu. Mắc mớ gì cha cứ phải gào cổ, gào to thét lớn, nó hét mãi. Nói như thế, thằng Cương biết, thằng Dũng biết, còn thằng Quang làm việc khác, đừng có giỡn mặt. Đó, cha nói thế đâu. Không. Cấp Phật, cấp Thánh, cấp Tiên, thì cha giải cái bài ngắn gọn như thế. Sau đó rồi, cái khi nó hoàn thành cái cơ, mình dựng được cái thiên đàng tại thế thật á, lúc đó mình mới hoan lạc. Còn giờ này đang vào trận, các con phải nhớ điều đó. Phải thử nha, cha thương từng ly từng tí một thằng Dũng, nào phải thương Dũng thế nào, thằng Cương thế nào. Mới gặp thằng này đấy, nhưng mà thằng này cái mạnh đấy ra, thì cha đó phải bận tâm, con cha vẫn còn phải bận tâm, thằng Cương cha vẫn phải bận tâm, thằng Mười vẫn phải tâm, ông Ngô Tiên giờ này cha vẫn bận tâm. Tại vì người đã về với cái hồn nhiên, người ta làm như không làm, đạo hay đời cũng vậy thôi, làm như không làm. Đem kinh kệ, đem tôn giáo, đem cái này ra hù dọa con người để mình thống trị người ta thôi. Còn các con về đây ngồi với cha là giải quyết cái bài mọi người như nhau và bằng nhau.
mà phải là sự thật. Chứ không phải mồm mép xong là thâu tiền thâu bạc bắt người ta làm cực khổ. Rồi các con làm đạo phải tinh khôn và cực kỳ sáng suốt mới giải quyết được ma và quỷ kia này. Còn các con là học bài của Thượng Đế, của cha mẹ giao. Và cái bài đạt đến một mức độ nào rồi, đến ngày giờ nào thì mới được gặp các ngài. Cha chẳng hiểu là con đánh nghiệp và biết ở đâu xa, cho nên giờ này con về bên cái ông Không à. Cha là ông Không. Vậy nên chị con không biết gần cha thì có gì thì bây giờ cha để cho nó kia nhé. Đức Thích Ca Phật Tổ ngài bỏ, từ bỏ ngai vàng điện lạc, từ bỏ vợ đẹp con khôn, ngài đi vào núi để ngài tìm cái gì? Tìm được cái nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn. Là cái chặng đường từ nhất bổn mà đi về đâu nữa, ngài đâu có giảng, đâu có nói. Thế mà các con về với ông Phật tức là quy nhất bổn. Không? Bây giờ các con nó mặc màu áo cái này muốn hay không thì cha cũng có chấp vào đàn ông với xác đàn ông với xác đàn bà, hoặc cái người đàn bà khó tu khó đạt này, nó cái đó là cái thị chứng, cái thị phi của những người mệnh danh là người tu. Các còn con bây giờ nghiễm nhiên đã đánh đông giật bắc, đi đông đi tây, khổ sở tham lam rồi thì bần tiện rồi ti tiện nữa, để làm gì? Để giúp cho những người họ hành đạo thì đó là công đức vô lượng. Nói theo cái lối Lôm La đó là các công, mà các công thì được thưởng. Thế bây giờ cái chặng đường ta nói trở lại vắn tắt thôi, và không có thì giờ nó nhiều, tao có thích nó nhiều. Chặng đường từ nhất bổn mà về với Không, tức là về với ông trời. Ông trời là Không chứ không phải ông trời là có. Ông trời không có cái gì cả. Ông trời là không khí thôi. Mà con tu đến bao giờ để con đạt được về cái vùng không khí thanh điển? Thì bây giờ cả cái miền Nam này nó không nói đâu xa. Để nói cái tàn thế giới này, bây giờ đứa nào biết tìm được về được núi Bồng Lai? Cái nhân duyên của con thế nào? Rồi như cha đây, cha cũng ở Mỹ, cha đâu có biết gì. Mà đến bỗng một cái rồi về, cái năm 2005 là cha về đây, cha làm được cái nhà bên kia. Cái đó là cái việc đó. Cho nên không nhìn bằng những con mắt nghiệp chướng khổ sở, nhưng mà hôm nay gặp cha rồi thì con giữ cái tâm không, vì con đã gặp cái không. Thế cái không bảo khi gặp tâm không rồi thì không rồi thì vất hết à? Sai rồi. Nắm cái không ở trong tâm mình, cái gì cũng từ không mà ra ấy, thì cái gì cũng quy về không hết. Mà bây giờ bỗng nhiên mình rơi tỏm vào cái vòng không, con tu cho bao nhiêu kỷ kiếp để con được gặp cha? Bộ mẹ, cái con phải về cõi Phật này, cõi Phật kia, trong từ cái đó con thi cử ông Thích Ca mới được về gặp cha con này. Đức A Di Đà mới về được gặp cha con này. Cha mới phong cho chức cai quản 36 tầng trời, 72 tầng đất con này. Thì Đức A Di Đà mới trông coi tất cả các cõi Phật cơ mà. Cho nên bất cứ người nào cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái cách niệm như thế nào đó là từng học mà thôi. Còn hôm nay con có cái duyên con gặp cha chỉ nói với con tất cả giờ này con đi vào mật khẩu. Chứ không phải khai khẩu. Khẩu khai thần khí tán. Mặt mũi cái tai mét đây. Sáng mét đây. Còn cái người ta có điển quan, người ta tích tụ lại khí. Đó là thần khí. Thì mặt người ta hồng hào, người ta vui khỏe. Như con này nói thế thôi, nhưng mà vẫn còn khỏe hơn khối. Nhưng thằng trông thấy hồng hào mà toàn bệnh không à, toàn đái đường mới để cao máu mới tăng sông không à. Mấy thằng xương á. Bệnh la liệt đó. Dạ, con cũng quý quá cái nhân viên, con cũng được ở gần bên cha. Thì cha giải thích cái đó thế thôi, bắt đắp vậy. Bây giờ con về gặp bên cha, về bên con tưởng cô Hiền có. Cô Hiền cũng là không. Trong không mà có tất cả. Từ nay giờ đi cái cha không, bỏ hết cái đó đi, bỏ những cái mà phải đi, vì cái đó là thiên vụ của con. Cha bắt con về đây trước cha
phải đi lùng sục, phải đi tìm kiếm chỗ này chỗ kia, đứa nào ở đâu, con như bà thổ công, bà thổ địa, con biết hết, phải không? Rồi bây giờ con phải trình lên cái nhà đó, đứa nào cũng cứ cần cái gì ở chỗ này mà con không biết, không? Thế bây giờ con về, bây hôm nay cha chỉ giao cho con nắm cái không, mà trong không thì con sẽ có tất cả. Rồi con niệm danh, con niệm kinh đọc hết cái việc có thói quen của con rồi. Cha không bắt con phải đi làm theo cha, cha không có cái trò đó. Cái gì của con có, cái gì của con thấy đúng, cái gì con thấy thích. Nhưng mà cái trong thời buổi này chỉ cần bốn tay, không kịp hết mọi thứ. Đừng có rối đọc muôn kinh vạn quyển, giờ này không có đắc đạo, không có đi đâu được hết. Tàn sát tàn hộ. Và chỉ ngậm miệng răng thời gian đọc bốn câu cô hiền đã cho con. Một cái của Nam Mô A Di Đà Phật, một cái của Long Hoa Giáo Chủ, một cái danh cha, một cái danh mẹ thì đủ quá, thì còn cái gì? Mà tam sao thất bổn làm gì mà ngậm miệng răng thời gian? Con tu con học không ai biết. Cha đây mà vào vô biệt niệm ở cái Nam Mô A Di Đà Phật, ở cái niệm danh cha, ở cái niệm danh mẹ, cha là tự nhiên, cha nói ra là bằng điển quang là của cha của mẹ. Còn cha đây là cái thằng đó là cha trời mẹ đất, là không khí. Còn đây chỉ là đồ giả. Cái nói rõ ràng, ta công bố rõ ràng, tao là cái robot. Nhưng mà tao tiếp nhận được ánh sáng của vũ trụ, ta tiếp nhận được hồn thiêng ý hay ý đẹp của Phật tiên thần thánh, ta ra lệnh Phật tiên thần thánh phải nghe tao làm việc. Áo bằng chứng như thế đó, thế hả? Chư Phật, chư tiên, chư thánh, chư thần. Làm việc. 500 vị Bồ Tát, mỗi một vị Bồ Tát. Hôm nay là cái bài đó là Đạt Na Lạt Ma phóng điện xuống biết ra. Dầm trời các con có nhìn thấy không? Không. Phải chứng minh cho các con thấy bằng những tiếng sét đấy chứ. Sau cái màn đó, sau mùng năm còn tra ra cái bài này từ tháng 4 cơ mà. Những cái bài của tra ra từ tháng 4 cơ mà. Hả? Thì có phải ông ấy hô phong hoán võ, ông ấy gọi thần sấm thần xét không? Chứ ai? Cha đang mấy ngàn đô la một tháng ở Mỹ, tại sao tháng 12 về đây không có một đồng xu cha nào? Cha đâu có vào quốc tịch Mỹ. Nếu mà cha sợ những cái đó, cứ phải đi xây nhà dựng cửa, cứ đi bòn mót cái này, thôi bỏ đi, giữ cái tâm thôi, rồi nó sẽ có. Con xây dựng đây đã có cái ý định để cho mấy vị tiểu trung nhất họ về, họ có cái chỗ. Mà đó là công đức của con, họ có cái hình tướng đó mới có cái người các vị Bồ Tát họ về họ ngồi chung quanh cha. Đó, cha nói cho rằng thế là coi như con đắc đạo tại thế, không đắc đạo tại thế sao bằng chúng ta. Các cái điển quang của ông ấy, còn cha không phải ông trời. Nhưng mà cái phó bản của ông ấy không kính thầy là làm sao mà gặp Phật được. Thí dụ vậy đấy. Thì cha nghe nói như thế, mà cái đại duyên con hôm nay thì cha phải dùng những lời lẽ như thế để khai mở cho con. Cha đâu có nhìn con là một người tội lỗi rồi đâu, con có công. Con không có công sao trên thì dẫn dắt khiến con được về hưởng ở cái vùng thanh khí này, núi Mồng Lai, núi Dinh. Nhà thì con mới được đủ duyên mới gặp cha, thì cha khai thị cho con, nói chung là con tu hành nhưng mà tâm con nó cũng còn vọng động. Rồi cha biết sao không có gặp được cha, hoặc là con đi một mình con thì làm sao con biết được, thì nhiều lúc con không biết đi thì con phải sập hầm sập hố. Thì bây giờ có cha thì nó có sụp rồi, nó khỏe đến lù lù và ở bên tao là còn sụp đó. Thì ý là con ở gần bên cha đó, thì nó không có sợ. Không muốn gần cũng được gần rồi. Cái còn gì đó. Còn cái lũ lông nhau lóc rắc thì nó vào thuần duyên, không tu cũng chết à. Mình có tưởng bở. Bây giờ mấy thằng con tao ở trong Sài Gòn bây giờ ra đây sắp sửa làm nhà làm nhất ở đây này. Có chết mẹ chúng mày. Cứ đi tìm tiền toàn tỷ phú, đứa nào không cầm mấy chục tỷ ở trong người, rồi làm gì tao? Tao cần. Thì vậy, nên như con mới thưa cha là con mới về đây, con mới thấy cô Hiền, con thấy cha như vậy, nên như con cũng học được cái hạnh của cô Hiền. Người ta sống đạo, chứ không nói đạo. Leo lẻo, suốt ngày chua mõ, ngốc ngu. Thế là ngu là hoàn là ngu, ngốc là hoàn ngốc. Ngậm miệng răng kề răng liền, danh cha, danh mẹ, danh Phật, khẩu khai thần khí tán, mặt mũi tai mét lên.
người ta nói ra bằng điển quang, nói ra có chất động lực làm rung chuyển cái tâm hồn của người khác. Người ta nghe cho mày nói nhiều lắm à, bớt nói đi à. Con hoàng gia đứa nào cũng thế, tất cả lũ chúng mày sư sãi. Bây giờ co lại, còn cái lúc làm việc thì phải nói, mày nó có điểm rồi thì có thanh khí, càng nói thanh khí nó càng nhiều. Ha? Rồi ta cho cái ghế, ta bảo uống nước lọc 21 ngày đi, rồi thì thở đi. Nó chịu thở không? Nhưng mà hơi nó nóng ở đây, nó mùa mưa này phải thực hiện, mùa mát. Thực hiện đi. Rồi ta mới ký đầu cho. Nó hết nghiệp. Nó ký ba cái lũng đầu là hết nghiệp à. Tâm biến đi. Mày đuổi nó đi. Có nghĩa rằng là khi hôm nay là con cha giảng được, đơn giản. Dạ, cha giảng được cái bài không á. Dạ, để về con cố gắng là mình phải tập không. Người ta có bài giảng bài không mà có đang có tiền túi rồi mất mẹ đi hết mà thân ta nắm tâm không. Dạ không phải. Sao vui vậy? Không là cái tâm nó không. Dạ. Còn cái sử dụng đồng tiền nó rất là. Dạ. Nhưng mà từ nay giờ đi phải học cái tâm không. Dạ. Để về với cái tâm không. Dạ. Rồi có xài cũng như không. Dạ. Có cũng như không có vậy thôi, đơn giản. Dạ, chỉ là cha nói cái đó nên chi là có. Mình có bao nhiêu nhưng mà nó không phải của mình. Dạ, thì đó. Không, của mình cũng là không phải của mình. Dạ. Tại vì rồi đến lúc hết giờ này có mang đi được đâu. Dạ, không mang gì hết rồi. Dạ. Mỗi ngày học được là quý lắm đó cha. Chứ không học được là nó vô minh cha.